Cây nho tuy mang lại giá trị kinh tế cho bà con trồng ở Ninh Thuận, nhưng đây lại là cây trồng rất khó tính, phụ thuộc vào thời tiết đến 90%, năng suất thu hoạch không ổn định. Nhiều năm qua thì những giống nho mới nhập ngoại đã giúp người nông dân mạnh dạn sản xuất mà không còn mang theo nỗi lo về mưa nắng. Vườn nho hạ đen không hạt của nông trại Hoàng Yến, tỉnh Ninh Thuận. Ưu điểm của dòng nho này là khả năng kháng bệnh tốt, giá thành cao gấp từ 3 đến 5 lần nho truyền thống ở địa phương này. So sánh cùng một thời điểm trồng luôn, nho hạ đen là khả năng phát triển ngọn rất là tốt và khả năng kháng bệnh của nó rất là cao. Đó, như chị thấy thì đây, những lá nho này nó rất là dày này. Khi mà mình bám cành ra ho thì khả năng ra ho nó dễ dàng hơn này. Vượt trội hơn cả là người trồng nho có thể chủ động cho đậu quả dù là mùa nắng hay mùa mưa. Từ khi chuyển sang trồng giống nho hạ đen, 2 năm nay nhờ áp dụng chế phẩm sinh học đã giúp cho vườn nho này dễ dàng đậu quả ngay cả trong mùa mưa. Sau mỗi vụ thu hoạch, chủ vườn có lãi khoảng 25 triệu đồng, cao hơn một nửa so với trước đây. So với nho xanh là cái nho đỏ thì cũ của mình là cái nho này nó đẹp hơn. Nó dễ đậu, là mình nhúng vô là nó chỉ đậu. Còn cái kia mà trời nắng quá là coi như là nó khô cành luôn, nó không có còn cái trái để mình ăn đâu. Mình làm nho công nghệ cao là hoàn toàn là xử lý cho nó đậu là mình yên tâm hết. Những cái giống mới bữa nay á là mình không phụ thuộc vào thời tiết nữa. Đó, mình chỉ có những cái thuốc để mình nhúng quả vô là nó tự đậu thôi. Cho nên là nó đạt hiệu quả cao hơn. Sự chủ động trong việc kích thích nho đậu quả đã góp phần nâng cao sản lượng thu hoạch đối với dòng nho không hạt. Hơn nữa, chủ động tỉa bông, tỉa chùm, khống chế sản lượng từ 1,5 đến 2 tấn trên 1.000 mét vuông, còn giảm đáng kể chi phí sản xuất, qua đó nâng cao giá trị nho tươi Ninh Thuận.